và cái ba là chúng ta học về phần ý nghĩa. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào bài học. Về lục nhâm á là gì? Thì lục nhâm đó là một trong tam thức của là kỳ thư. Thì trong lục nhâm đó, trong kỳ thư này, trong tam thức này nó có ba môn. Thứ nhất là thai ấp, thì hiện nay là đã thất truyền rồi, có nghĩa là không còn tài liệu hoặc là có quá ít tài liệu để chúng ta tham khảo, cho nên là bộ môn này gần như là mất hẳn rồi. Rồi bộ môn thứ hai đó là kỳ môn động giáp. Thì kỳ môn động giáp hiện nay chúng ta học phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khu vực Á Đông và một số nước ở châu Âu, và họ cũng đang học kỳ môn động giáp. Và tam thức thứ ba có nghĩa là lục nhâm đại động, mà cái bộ môn hôm nay chúng ta học lục nhâm. Tuy nhiên về nói lục nhâm thì nó rất là dài và nó rất là sâu, nhưng ở cái phần của chúng ta sẽ đi về đồ hình cũng như là học về một phương diện để chúng ta chim bốc và chim độn thôi, chúng ta không có học sâu về lục nhâm, bởi vì học sâu nó rất là khó. Rồi như vậy là chúng ta đã hiểu về lục nhâm là như vậy. Thì trong lục nhâm chúng ta có phần chim bốc và coi như là chim đoán. Chim bốc có nghĩa là chúng ta dùng vào lục nhâm để chúng ta là tính ra ngày giờ để chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta khởi hành, chúng ta coi như là khai trương. Mới sơ. Dạ xin lỗi nghe thầy nói lại từ đầu giúp em ạ. À. Mạng yếu em chưa quay được, bây giờ mới quay nè thầy. Giờ thầy nói lại giùm em nha. Rồi rồi rồi. Dạ, cảm ơn thầy ạ. À, thì hôm nay chúng ta học bắt đầu học bài lục nhâm. Thì kết cấu của bài lục nhâm chúng ta sẽ làm ba phần. Chia làm ba phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ học về đồ hình của lục nhâm. Phần thứ hai chúng ta học về cách khởi của lục nhâm, và phần thứ ba chúng ta học về ý nghĩa quẻ lục nhâm. Đó là với kết cấu như vậy. Như vậy lục nhâm là gì? Lục nhâm nó là thuộc về tam thức kỳ thư. À, tam thức có nghĩa là bao gồm ba môn. Môn thứ nhất là thái ấp. À, thái ấp thì hiện nay đã thất truyền rồi, có nghĩa là tài liệu rất là ít, mà hầu như chúng ta học thì chúng ta đọc thôi, cho nên về cái hình thức vận dụng của thái ấp là hầu như chúng ta dùng không được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kỳ môn động giáp. Thì kỳ môn động giáp hiện nay học và dạy cũng tương đối là nhiều ở khu vực châu Á, Trung Quốc, rồi là châu Âu, người ta cũng học. Và môn cuối cùng đó là lục nhâm đại độn. Thì hiện nay chúng ta đang chuẩn bị nghiên cứu một phần nhỏ của trong lục nhâm đại độn. Chúng ta không học hết về lục nhâm đại độn, bởi vì học về lục nhâm chúng ta học về chim khóa rất là nhiều, học về các khóa của lục nhâm nó vô cùng khó khăn, cho nên là ở đây là không có dạy về 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 chim khóa, mà chúng ta chỉ học về hình thức của lục nhâm thôi. Như vậy chúng ta sẽ đi sâu về, chúng ta sẽ đi về chim bốc và chim đoán. Chim bốc có nghĩa là chọn về ngày giờ, còn chim đoán là chúng ta dựa vào cái hiện tượng của sự vật hiện tượng đó, để chúng ta chim chim gọi là chim đoán. Rồi sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung cụ thể chi tiết của từng phần. Phần 1 về đồ hình. Đó. Như chúng ta nhìn thấy này, đây là đồ hình của lục nhâm đại độn nha, lục nhâm đại độn. À, thì ta nhìn bắt đầu này, ta nhìn đây này, từ chỗ Đại An này ha, ta khởi ngay tàu vào Đại An đây, ta khởi bắt đầu khởi đây. À, từ cung Đại An đã đi này, Đại An này là chúng ta khởi tháng 1. Tháng 1 nha. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng chiều kim đồng hồ ngang, khởi từ cùng chiều kim đồng hồ. Lưu niên là thứ hai này. Đó. Tốc hỷ là thứ ba này, tháng 3 nha, tháng 3 này. Xích khẩu là tháng 4 này. Đó. Tiểu cát là tháng 5 này. Đây, tiểu cát đây là tháng 5 này. Rồi, phong vong là tháng 6 này. Được chưa? Tiếp tháng 6 này, Đại An là tháng 7 này. Đó. Tiếp theo này, Lưu Niên là tháng 8 này. À, Tốc Hỷ là tháng 9 này. À, Xích Khẩu là tháng 10 này. Tiểu Cát là tháng 11 này. Và cuối cùng Không Vong là tháng 12 này. Như vậy chúng ta bao gồm có 6 cung.
6 cung chúng ta chia làm 12 tháng, thì mỗi cung hay là chúng ta mỗi gọi là mỗi cái quẻ của lục năm á, nó bao gồm 2 tháng. Đại an này, lưu niên, tốc hỷ, xích khẩu và tiểu cát. Đó là chúng ta nắm sơ bộ như vậy. Rồi. Như vậy chúng ta coi về, chúng ta tạm thời chúng ta nhớ về các cái quẻ nha, như là quẻ đại an này, quẻ lưu niên này, quẻ tốc hỷ này, quẻ xích khẩu này, và quẻ tiểu cát này, và quẻ không vong này. Đó, chúng ta nhớ các cái quẻ như vậy nha. Rồi xíu nữa chúng ta sẽ học về ý nghĩa của nó sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học về cách khởi ha. Cách khởi như vậy, chúng ta nhìn tên đây, chúng ta nhìn thấy tháng rồi này, thấy không? Nhìn thấy tháng rồi. Thì cứ như vậy chúng ta khởi. Ví dụ như bây giờ là từ tháng nào chúng ta khởi từ tháng đó. Ví dụ như nói tháng 4 thì chúng ta khởi từ tháng 4 đây, là chỗ cái quẻ xích khẩu này. Chúng ta khởi. Nếu mà nói người ta đang hỏi việc dùng là lúc vào tháng 6 đi, thì chúng ta khởi vào chỗ cái không vong này này. Chúng ta tính từ không vong này. Rồi tháng. Sau khi chúng ta tính tháng rồi đến, là tính tháng rồi đến ngày. Ví dụ như ngày đó người ta đến hỏi, thì từ tháng này mình khởi. Mình khởi đến cung của giờ, đến cung của ngày đó. Đến cung của ngày đó. Đây, đến cung của ngày đó. Ví dụ như người ta tháng 5, vào ngày 5 tháng 5 người ta đến hỏi mình đi, để coi ngày khai trương, thì chúng ta tính này, tháng 5 này. Ngày 1 khởi tại đây luôn nha. Ngày 1 khởi tại cái cung đây luôn, ngày 1 này. Ngày 2 này. Ngày 3 này, ngày 4 này, ngày 5 này. Đó. Như vậy ngày 5 nó sẽ rơi vô cái quẻ xích khẩu. Đó. Rồi tiếp. Nếu ngày 5 mà người ta hỏi mình vào giờ thìn, thì mình tiếp tục mình khởi giờ thìn. Tiếp tục khởi giờ thìn này. Đây nè, giờ tí. Có nghĩa là tính tại cái ngày này, ngày 5 là ngày 5 tại cái cung xích khẩu này. Rồi ta tính là giờ tí này. Giờ tí này. Nha. Giờ Sửu này, giờ Dần này, không? Giờ Thìn này, đó. Như vậy nếu người ta đến hỏi mình vào giờ Thìn đó, thì chúng ta sẽ khởi và tiếp cái tại cái giờ người ta hỏi là giờ Đại An này, đó không? Đến cái cung giờ của Đại An, đây là hết. Có nghĩa là cái thấp nhất ở trong cái cung giờ. Đại An là giờ Mão thầy ạ. À, Đại An giờ Mão đúng không? Tí này, Sửu, Dần, Mão, giờ Thìn này, đến cung lưu niên này, đó, thấy chưa? Như vậy chúng ta cứ khởi như vậy á, là chúng ta sẽ tính được cái cung của mình cần tìm trong cái ngày, cái giờ, cái ngày và cái tháng, nha. Đó là cái quy tắc của nó là như vậy. Còn thầy, cái tháng 5 là mình khởi như chỗ tiểu cát là không phong như vậy. Tháng 5 là chỗ tiểu cát đó, tháng 5, tháng 11 là tiểu cát đó. Thế như thì khởi ở chỗ không vong. Đó đây này, tháng 5 đây. Ví dụ như nó tháng 6 là tháng 12 là không vong nha. Rồi tháng 5 tiểu cát đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ thử như thế nào nha. Ví dụ như ngày 9 đi. Giờ ngọ, ngày 9 tháng 7, người ta đến hỏi việc mình thì khởi như thế nào? Rồi nghe, bây giờ mình nhìn đây. Bây giờ mình nhìn đầu tiên, mình nhìn tháng 7 nè. Rồi tháng 7 nè, tháng 7 sẽ rơi vào cái cung mô Phật sao ạ? Rồi tháng 7 mình sẽ khởi Đại An nha. Tháng 7 đây, mình sẽ khởi tại Đại An đây, đúng chưa? Rồi ngày 9 tháng 7 này, như vậy tại cung Đại An mình khởi, cung Đại An đây, đúng không? Rồi ngày cung Đại An này, ngày 1 này, đúng không? Ngày 1 này, ngày 2 này, ngày 3 này, ngày 4 này, ngày 5 này, ngày 6 này, ngày 7 này, ngày 8 này, ngày 9 này. Như vậy là vô cái quẻ tóc hỷ đúng không? Rồi mình để đó.
mình tiếp tục mình khởi nữa. Ngang giờ ngọ ngay tại cái quẻ tóc hỷ là giờ tí này, tí này, giờ sửu này, giờ dần này, giờ thìn này, giờ tỵ này, không, giờ ngọ. Như vậy nó sẽ được quẻ lưu niên, được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi, mọi những câu hỏi thì để chúng ta học hết bài rồi á, gần cái cuối chúng ta sẽ hỏi nha. Đây là chúng ta học chương trình chung trước đã. Như vậy chúng ta đã nắm được về cách khởi của một cái ngày giờ đối với cái lục nhâm này chưa? Thầy ơi, thầy tính lại ngay chỗ khúc giờ thầy, hình như nãy đọc nó bị tấn tấn cái giờ. Cũng mới giờ ngọ là mới ngày tóc hỷ luôn á thầy. Ngon được tóc hỷ quá thầy ơi. Bây giờ giờ ngọ đúng không? Dạ. Giờ ngọ ngang. Bây giờ nãy nó mình tới cung tóc hỷ rồi đúng không? Tóc hỷ hồi nào tóc hỷ. Rồi tóc hỷ là giờ tí đúng không? Tóc hỷ là tính giờ tí nha. Giờ tí nè. Sửu. Giờ tí nè ngang. Giờ sửu. Giờ dần nè. Không. Không. Tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ. Ngọ đây đúng không? Tôi tính lộn cùng. Cho nên là chúng ta theo công thức chúng ta tính ngang. Nhiều khi tôi tính lộn tên đây. Cho nên mà các quý sư với lại lớp học của chúng ta chú ý ngang. Chúng ta tính theo công thức. Và nay tôi tính trên đó sai là cái việc tôi tính sai. Cho nên là chúng ta phải nhìn thấy nha. Như vô cung tóc hỷ, được chưa? Như vậy lúc này chúng ta được gọi là quẻ tóc hỷ, đúng không? Như vậy tính này để làm gì? Rồi chọn để làm gì? Chọn chúng ta là gọi là bốc. À, chọn chúng gọi là bốc. Bốc có nghĩa là chọn cái ngày giờ tốt để chúng ta làm. Còn chim là việc đoán. Ví dụ như người ta lên hỏi là hiện nay người nhà đi công việc chưa về, đến 9 giờ tối nhưng mà chưa về, thì không biết có vấn đề gì, không có sự lo lắng, thì mình lúc này mình chim. Chim có nghĩa là mình coi sự việc. Còn bốc là mình chọn, gọi là chim bốc đó. Rồi xong về cái thời gian như vậy, chúng ta sẽ cho làm một bài tập nữa để chúng ta chuẩn bị làm một bài tập nữa, chúng ta chuyển sang cái phần mới. Bây giờ chúng ta sẽ tính là coi như là giờ dần. À, giờ dần ngày 14 tháng 2. Rồi tính đi. Giờ dần ngày 14 tháng 2 gì? Chúng ta được quẻ gì? Giờ dần ngày 14 tháng 2. Đây, tháng 2 đây. Tiểu cát á. Được quẻ tiểu cát đúng không? Tiểu cát và đại an. Tiểu cát như này. Tiểu cát thì là và đại an. Giờ là đại an. Tiểu cát. Rồi, giờ gì? Vô quẻ được quẻ gì? Đại an. Giờ dần là đại an. Rồi, giờ dần đại an, giờ tính thì đúng nha. Giờ dần ngày 14 tháng 2, tháng 2 đúng không? Tháng 2 tại lưu niên đúng không? Tháng 2 nè, đúng chưa? Ngày 14. Tháng 2 nè, ngày 1 đúng không? Ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, 11, 12, 13, 14 đúng không? Tí, sửu, dần. Tiểu cát chứ sao đại an? Nãy thầy nói ngày 12 thì ơi. Ngày 12 hả? 14, thầy nói ngày 14. Năm 14. 14. Tóc hai. 14, tóc hỷ về, tóc hỷ tiểu cát. Tóc hỷ tiểu cát đúng chưa? Phải này. Như vậy lúc này chúng ta sẽ lấy tiểu cát được chưa? Rồi, đó, trình tự công thức tính như vậy thôi, nó rất là đơn giản, nó không có gì khó nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách khởi rồi. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần cuối này. Cái phần ý nghĩa các quẻ này. Cái chỗ này tương đối là chúng ta học chúng ta nắm ngang, chứ không nắm ý nghĩa. Cái này nó tương đối khó.
Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa các quẻ. Chúng ta đi vào quẻ thứ nhất này, quẻ 1, quẻ Đại An này. Đại An nha. Rồi. Về ý nghĩa của quẻ Đại An á, là nó thuộc là sao Thanh Long, ngang thuộc sao Thanh Long. Thanh Long nó thuộc mộc nha. Thanh Long thuộc mộc, nằm ở phương Đông á. Rồi. Thuộc mộc nằm ở phương Đông. Đại An là gì? Đại An có nghĩa là giống như bình an này, hay là còn những cái việc đó thì cơ bản là nó mọi việc tính chất nó là ôn hòa và có tính chất là cát lành. Nhưng mà để bốc lên một cái gì thì nó không bốc được, có nghĩa là tính chất của nó là tính chất bình bình. À, không quá xấu nhưng cũng không tốt. Không quá xấu cũng không tốt, có nghĩa là cũng vừa vừa thôi. Như vậy nếu mà mình chọn cái Đại An này để khởi cho một cái việc mà mang tính chất mà sự việc nó bình thường á, và nói chung là nó có xu hướng tốt lên một chút á, thì Đại An cũng được. Rồi, cho nên là cái chùm sao Thanh Long này, sao Thanh Long này chủ yếu cái vấn đề là tính chất là vui vẻ, rồi tính chất coi như là tốt lành, như vậy thôi. Chứ còn để khởi làm ăn rồi thì chúng ta không nên chọn Đại An nha, làm ăn nó mang tính bốc lên. Rồi. Rồi xong á, là các cái số sinh thành, cái số mưu vọng, cái số mưu vọng của cái chùm sao Thanh Long này là ta sẽ có các cái số là số 3 này, số 4. Số 3, số 4 và số 8. Cái số này chúng ta có thể hiểu nhiều góc độ, nhiều phương vị nha. Số 3, số 4 và số 8. Thì số 3 nó cũng có thể là ví dụ như là phương đông này, phương chính đông này. Rồi phương đông đông nam này. Và số 8 này cũng là hành mộc này, cũng là đông này nha. Rồi xong nó về ví dụ như mà chim đoán về số, ví dụ như là 3 km này, 4 km này, 8 km này, 300 m, 400 m hoặc là 800 m này. Đó. Như vậy cái số này chung là có nghĩa là nó nằm trong cái hệ số của cái chùm sao Thanh Long đó. Cho nên là chúng ta nhớ nha. Cái đó số như vậy. Như trong cái ý nghĩa của chùm sao Thanh Long mà cái tài liệu có gửi cho lớp á lúc nãy á, là nó trong đó họ có nói rất là rõ nha, mọi việc tốt, cầu tài này, sẽ thành này, mắc của thì chưa đi xa xôi này, rồi xem gia sự thì bình an này, xem người thì vẫn ở miền, có nghĩa là giống như kiểu là vẫn ở đó và tốt lành. Nếu xem bệnh tật thì không phải lo này, buôn bán thì không trở ngại này, tháng giêng thì mưu cầu tất ứng. Tháng giêng có nghĩa là mà thuộc mộc đó, có nghĩa là tháng dần và tháng mão á, thì mưu cầu về buôn bán đồ này nọ thì tương đối là tốt. Như vậy khi mình cầu việc trong mùa xuân mà là tháng dần, tháng mão và tháng thìn đó, tháng 1, tháng 2 và tháng 3 của âm lịch đó, nếu trường hợp mình mưu cầu về vấn đề là kinh doanh buôn bán á, nếu mình độn vào cái quẻ của Thanh Long này thì có nghĩa là được cái việc coi như là cái việc đó là được các lợi. Rồi. Đó là cái thứ nhất nha. Rồi chúng ta tiếp tục chúng ta đi về chùm sao này. Thứ hai là chùm sao lưu niên. Lưu niên. Lưu niên. Lưu niên là thuộc là chùm sao Huyền Vũ. Huyền Vũ nha. Huyền Vũ. Chủ nó của nó là hành thủy. Được chưa? Đó. Chủ là hành thủy. Rồi. Được không? Xong rồi mình coi nè. Mình coi như sau nè. Có nghĩa là điểm mạnh của cái lưu niên này á, là cái ý nghĩa của nó là một đi không trở lại. Một đi nè, không trở lại. Ví dụ như sự việc gì chúng ta là coi như là cầu đi á, mà không có quay lại á, thì chúng ta ví dụ như thông thường chúng ta sẽ cầu việc gì? Rồi chỗ này ví dụ mình cho một ví dụ thử đi.
bên to, bên to. Rồi đúng rồi. Ví dụ như mình cầu về bệnh tật này, hoặc là ví dụ như mình nhập viện, hay là người nhà đâu mà nhập viện, bây giờ mình muốn tính cái ngày để mình về và không quay trở lại viện nữa, thì lúc này mình chọn cái lưu liên này nha, cái quẻ lưu liên này, cái quẻ lưu niên đây này, có nghĩa là đi xuất viện xong rồi về thôi, đừng có vào viện nữa. Đó, ý nghĩa của nó như vậy. Rồi bây giờ mình coi này, về các cái số của nó này, của cái chòm sao này là số 1 và số 6 nha, số 1 và số 6. Rồi chúng ta tiếp tục đi chòm sao thứ ba, quẻ thứ ba nha. Đó, quẻ tóc thủy. Thưa thầy, số này để làm gì ạ? À, cái số này để mình vận dụng, có nghĩa là ví dụ như người ta nói lưu niên là số 16, số có nghĩa là số đặc trưng của nó là 16, thì ví dụ như người ta hỏi ví dụ như là đi còn mấy km nữa thì tới nhà, thì nó cũng có thể là 1 km, 10 km, hoặc là 6 km, hoặc là 60 km, ví dụ như vậy. Có nghĩa là thuộc cái tính mà khi nào mà ứng dụng về số thì chúng ta dùng số. Vậy ví dụ nằm viện mà xuất viện thì mình chọn ngày mùng 1, mùng 6 mình xuất viện hả? Không, cái xuất thì trong cái đó mình tính đó. Ví dụ như mình tính làm sao làm cái ngày cái giờ gì đó mình không biết, nhưng mà mình cứ khởi làm sao nó xuất viện thì mình đúng cái cung của lưu niên đó mình xuất, đúng không? Nhưng mà cái giờ thì nó đành lấy cái giờ để chỉ cái giờ rồi đó, ví dụ như là ví dụ như tính tới giờ thìn, giờ tỵ, giờ ngọ, giờ mùi gì đó, ví dụ như vậy. Còn cái số thì có thể nó liên quan đến vấn đề là chúng ta đừng có coi như là bốc, mà chúng ta độn, dùng chim chim độn. Ví dụ như là hỏi về vấn đề là may mắn hay là đồ vật đỡ ở đâu, độ bao nhiêu km rồi vậy đó, chúng ta dùng thêm cái số vô. Rồi chúng ta đi phần thứ ba, cái cung quẻ thứ ba là tóc thủy. Rồi thưa thầy cho con hỏi là vì sao mà mỗi cái quẻ nó có mỗi cái số riêng như vậy, cái số nó là hàm từ là sao? Sư hỏi sao ạ? Giống cái quẻ lưu niên là 16, rồi quẻ tóc khỉ là 279, là cái số nữa là sao ạ? Là cái số đó để dùng cái gì hay sao ạ? Thì vì sao mà cái quẻ đó là cái số đó? À, cái đó là nó sinh theo cái ngũ hành của nó đó. Ví dụ như là cái quẻ lưu niên là hành thủy, đúng không? Huyền vũ hành thủy, đúng không? Hành thủy thì đại diện cho hành thủy là số 1 và số 6. Cảm ơn. Hiểu không? Dạ, cảm ơn. À đó, nó số của nó là nó từ những cái số sinh thành trong cái hà đồ và là lạc thư á, người ta ghi qua đây. Còn hiện nay một số sách người ta ghi sai rất là nhiều nha, cho nên khi mình đọc là mình phải chú ý. Rồi bây giờ chúng ta đi chùm sao tóc hỷ nè. Chùm sao tóc hỷ nó thuộc là chủ tướng. Lưu niên chưa có phương thầy. Dạ. Lưu niên chưa có phương. Phương nào? À, có nghĩa là nó căn cứ vào cái ngũ hành của nó. Ví dụ như là hành thủy thì nó là phương bắc. Phương bắc như là phương bắc hành thủy thì có nghĩa là về chính bắc, hoặc là coi như là lệch về hai bên, ví dụ như gần chính bắc hoặc là ví dụ như lệch về đông bắc một xíu cũng được. Căn cứ theo cái ngũ hành của nó đó. Yeah. Rồi chùm chu tước. Chu tước nó thuộc hành hỏa. Hỏa thì chủ về phương nam, hỏa chủ về phương nam. Về độ số của nó là khoảng 180, cộng thêm trừ cho 22,5 độ và cộng thêm cho 22,5 độ là nó ra phương bằng phương chu tước, gọi là phương nam đó. Rồi bây giờ là tóc hỷ là sự việc nhanh,
nhanh là chuyển động nhanh. Ví dụ như đi nhanh về nhanh này là cũng chu tước. Ví dụ như đi có công việc gì đó mà nhưng mà mình muốn đi nhanh về nhanh là chọn chu tước, chọn 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 tốc hỷ để đi. Rồi ví dụ như đi đi ký hợp đồng rồi đó. Ví dụ đi ký hợp đồng là ký cho nhanh xong rồi về nhanh luôn, sự việc được nhanh rồi về nhanh để không kéo dài mất thời gian thì chúng ta chọn tốc hỷ. Rồi là như vậy. Nói chung là sự việc gì mà diễn biến ra muốn nhanh đó, là chúng ta chọn cái quỹ của tập hỷ để chúng ta khởi là tốt nhất. Số số coi như là số đặc trưng mưu vọng của nó, số mưu vọng của nó là số 2, số 7 và số 9. Cái số này chúng ta cũng có thể là hiểu được, hiểu là giống như là chúng ta ứng dụng cái gì chúng ta ứng dụng trong cái quỹ đó cũng đều được. Ví dụ như đi 2 người, hoặc là nếu mà trường hợp ví dụ như đi từ 5-6 người lên trở lên thì có nghĩa là chúng ta cũng có thể chọn 7 người rồi chọn 9 người, ví dụ như vậy. Còn nhiều hơn nữa thì chúng ta cộng lại. Ví dụ như trường hợp mà trên 10 người đi thì nếu chúng ta đi thì 9 cộng 7 là 16, chúng ta lấy 16 người cũng được, ví dụ như vậy. Rồi này ít thôi, cho con hỏi xíu nữa là tại sao mình được chọn, mình sao mà mình chọn được ạ? Ví dụ nói chuyện quẻ lưu niên là mình muốn một đi không trở lại, là mình muốn xuất viện sớm, thì làm sao mà mình muốn là được? Hoặc là nói thầy nói quẻ tóc khỉ là sự việc đi nhanh về nhanh, hoặc là mình sao mà mình chọn, mình có quyền chọn được ạ? Có quyền chọn, bởi vì nó là coi như là chim và bóc mà. Bóc thì có nghĩa là được chọn, còn chim có nghĩa là đón. Đón có nghĩa là sự việc có rồi mình mới đón. Còn cái này là bóc có nghĩa là mình bóc, có nghĩa là bóc cái ngày đó. Thì có nghĩa là chút nữa mình sẽ làm cái ví dụ là mình chọn một cái ngày bóc như thế nào. Được chưa? À, dạ. Rồi, cứ từ từ từng bước sẽ có hướng dẫn. Rồi, bây giờ này, cái chồm sao chu tước này. Cái ngày tóc quẻ tóc hỷ là chồm chu tước hành hỏa ngang. Số đặc trưng của nó là 279. Trong cái ý nghĩa này là mọi việc mỹ miều. Cầu tài thì... phải đi về phương Nam này. Đó, tại vì nó là hành hỏa nên đi về phương Nam là vậy đó. Mất của thì chẳng phải đi tìm, còn trong nhà chưa đem ra ngoài. Thì giờ người ta ghi ý nghĩa chung chung vậy thôi. Cho nên khi ta học cái chùm sao một cái quẻ á, thì chúng ta phải nhớ phân tách ra ngang. tóc hỷ này á, nó là chu tước. Ký ngựa của nó chu tước này. Chu tước này chủ về thông tin này. Chu tước chủ về thông tin nha, thông tin liên lạc này, thư tín này, hay là lời nói này, đó, những cái gì mà hay là nói chung là những cái gì mà liên quan đến vấn đề văn thư đồ á, rồi bảo mật hay là những cái văn kiện này, rồi là điển tịch đồ á, là cái chu tước này là nó quản lý, cho nên là khi đó mình tóc hủy là có nghĩa là mình chú ý về cái tính chất nhanh, nhưng mà trong cái khuôn khổ của chu tước này nó quản lý nha. Rồi, đó là chồm sao cái quẻ tóc hỷ là như vậy. Có những việc chúng ta nó vừa tốt là vừa xấu ngang, chứ không phải lúc nào cũng tốt đâu, nhưng mà thông thường chúng ta muốn cái việc gì nhanh đi nhanh thì chúng ta chọn nó thôi, cái ý nghĩa của nó là vậy, cho nên là khi dùng là chúng ta hết sức về cái ý nghĩa, chứ không phải là nó có thể là nó tốt nhiều. Do mình hay dùng thì mình nói tốt, nhưng nó vẫn có cái xấu trong đó đó. Rồi, quẻ số 4. Quẻ số 4 là quẻ xuất khẩu. Xuất khẩu nè. Xuất là xuất khẩu này. Thì nó thuộc là chồm sao bạch hổ. Chồm sao bạch hổ. Bạch hổ thì thuộc kim. Kim nha. Kim. Tính chất của bạch hổ là tính chất hung hăng nè. Tính chất gọi như là tranh chấp nè. Rồi kiện tụng luôn đó là bạch hổ này nó quản hết nha, cho nên là hết sức chú ý nha. Số mưu vọng của nó này, số 4, số 9, số 6 và số 7. Số 4, số 9, số 6 và số 7 này. Rồi mình tìm hiểu về bạch hổ một xíu nha. Xích khẩu này, xích là đỏ, còn khẩu là cái miệng. Như vậy cái miệng thì cái miệng đỏ là giống như hay cãi vã này, rồi là tranh chấp kiện tụng, thì lúc này nó rơi vô vào xích khẩu. Như vậy nếu trường hợp của việc của mình dùng á, của mình dùng vào cái quẻ xích khẩu này, chúng ta phải chú ý đến những vấn đề này nha. Rồi
Nhưng mà xích khẩu nó cũng là xích là miệng, và khẩu khẩu là có nghĩa là xích là đỏ, nhưng mà khẩu là miệng thì cũng là ăn uống. Có nghĩa là nếu trường hợp mình chọn ngày mà ngày khai trương nữa, khai trương hàng ăn nữa, thì nên chọn cái ngày xích khẩu này là phù hợp nhất nha. Tại vì chuyên về ăn uống thì giống như là người ta đến ăn nhiều hàng là mở hàng tốt. Còn lại nếu mà khai trương đồ bán quần áo thời trang đồ thì không nên chọn xích khẩu, dễ tinh chấp cãi vã hay là mặc cả đó. Rồi ý nghĩa của xích khẩu này, ý nghĩa của cái xích khẩu này là nó liên quan đến vấn đề thị phi này, liên quan đến vấn đề thị phi, tại vì mồm miệng cho nên là liên quan đến thị phi đó. Rồi đề phòng là tranh chấp này đó. Rồi lắm yêu phiền dễ bệnh tật đó, lắm yêu phiền dễ bệnh tật. Tại bạch hổ này nó chủ về vấn đề mổ xẻ là máu huyết này, cho nên là bệnh tật thì mới mổ xẻ thôi, cho nên là mình cũng chú ý về những cái đặc trưng của cái quẻ xích khẩu là như vậy. Rồi chúng ta đi tiếp cái quẻ thứ năm. Đây chúng ta đi tiếp quẻ số 5 này. Quẻ số 5 là quẻ tiểu cát. Tiểu cát thì nó thuộc là chòm sao lục hợp. Lục hợp. Chòm sao này là chòm sao đại cát nha. Nhưng mà do người ta quy định là lục năm thì trong tục năm cái quẻ đó gọi là quẻ tiểu cát, nhưng mà chòm sao lục hợp là chòm sao đại cát. Đó là cái chòm sao tốt nhất đó. Rồi sau nó vì cái lục hợp này nó thuộc hành kim nè, lục hợp này thuộc hành kim. Số mưu vọng của nó là số 4, số 9, số 6 và số 7 ha. Nó giống như cái xích khẩu á, giống xích khẩu á. Rồi. Thì thông thường á cái quẻ tiểu cát này là dùng cho vấn đề nếu chúng ta đi lại bình an này, rồi tượng đi lại hay là liên quan những cái gì mà bình an hay là muốn tốt đẹp nhiều thứ á, thì chúng ta dùng tiểu cát. Nói chung cơ bản này là cái quẻ tiểu cát này là quẻ coi như là tốt lành nhiều, may mắn tốt lành, liên quan đến cái vấn đề là đi lại. Còn đại an nó cũng là tốt lành, nhưng mà mang vấn đề là tính chất là vấn đề là nằm ở một chỗ, ví dụ như là về nhà mới rồi này nọ đó, hay là làm việc gì tại nhà đó thì không đi lại nhiều thì dùng đại an. Còn tiểu cát là mang tính chất loại là di chuyển, đi lại rồi làm ăn đồ thì chọn tiểu cát được gặp may mắn. Này như ý nghĩa của quẻ tiểu cát này là quẻ tốt, người đem tin vui lại cho mình này, mất của thì tìm ở phương Tây Nam, thành nhân thì người trở về, xem bệnh tật thì cầu bệnh tật hay là cúng bái đồ gì đó là thuyên giảm hoặc là bớt bệnh. Đó là ý nghĩa của cái tiểu cát là như vậy. Nói chung nó là cùng đại cát đại lợi đó. Rồi chúng ta đi quẻ cái quẻ cuối cùng. 6. Chúng ta đi về không vong. Không vong là không vong á, trong cái này nó gửi là không vong, nhưng mà tục ngữ chung của nó là coi như là lâm không. Lâm không hay là coi như là chân không ha, là cũng là cái một cái thuật ngữ này hết, nhưng ở đây người ta gọi là không vong. Rồi bây giờ mình đi này, chòm sao này thuộc là câu trần ha. Câu trần thì nó là thuộc thổ ha, thuộc hành thổ. Số mưu vọng của nó là số 8, số 2, số 5, số 10 và số 5. Số 8, số 2, số 10 và số 5 là số mưu vọng của cái cung không vong này. Ý nghĩa của cung không vong là che mờ, che giấu, hoặc là trốn tránh, hoặc là coi như là tạm vắng. Như vậy khi mình dùng cái việc gì cho những cái vấn đề này thì chúng ta dùng, ví dụ như trốn tránh hoặc là tạm vắng hoặc là coi như là che mờ cái việc gì đó, thì chúng ta tự làm cái cung không vong này để chúng ta tính được cái cung không vong này chúng ta che mờ. Như ví dụ như là cái việc gì mà mình trốn tránh che mờ, ví dụ thử một cái thử xem.
Ví dụ thử đi. Dạ, ví dụ như là né lịch trực phiên á thầy. Né được cái gì? Dạ, né lịch trực phiên á thầy. Là sao ta? Là giống như cái lịch đó là cái phiên đó là mình trực rồi mình né thầy. Giống như mình biện cớ gì đó né thầy. Không được. Nếu tính vậy là không có được, mình phải tính ra là có nghĩa là cái chính, cái gọi là cái điều đúng á, nhưng mà mình dùng cái cung đó, hiểu không? Chứ mình đến lực mình trực trực mà mình né là không được. Hiểu không? Thầy như trận lẽ thì cuộc đang cuộc cãi vã hay là ở mình là trận hay mình tạo loạn hay à đúng rồi. Ví dụ như ai lại gây chuyện với mình, giờ đúng sai mình chưa biết, nhưng ai gây chuyện với mình để mình không muốn gây chuyện đó thì mình chọn cái mình khởi cái không vong đó để mình đi, hoặc là mình khởi không vong đó để mình trốn tránh, hoặc là ví dụ như có người muốn hại mình, ám hại mình, thơ sào đen đến đánh mình, thì bây giờ mình trốn đi. Nếu mình trốn đi bình thường là gặp sào đen nó đánh, nhưng mà mình trốn đi, mình chọn ngày giờ không vong mình trốn đi thì lúc mình đi thì nó không thấy mình, cho nên là mình trốn được. Được chưa? Đó, như là như vậy, có nghĩa là cái ngày giờ này là cái ngày giờ nó bị cái không vong này á, nó bị che mờ hết những cái thông tin của mình, hoặc là những cái ảnh hưởng gì của mình á. Đến cái việc đó thì mình nên chọn cái cung này, cái quẻ này. Rồi bây giờ mình làm ví dụ nha. Mình làm ví dụ như về chim và bắp. Rồi bây giờ mình làm ví dụ thử đi. Bây giờ mình làm ví dụ bóc trước nha. Ha. Bóc trước có nghĩa là chọn ngày giờ. Như người ta nói là tháng 2. Ngày trong khoảng tầm ngày 10 đến ngày 20 của tháng 2 thì tôi muốn chọn một ngày để coi như là làm một cái lễ gì đó. Ví dụ như làm lễ coi như lễ quy y đi, hay là làm lễ nhận trụ trì đi, hay là làm coi như là làm lễ khánh thành đi, thì mình sẽ chọn như thế nào? Đó, bây giờ tháng 2 đúng không? Tháng 2 là cung tháng 2 là quẻ gì ạ? Lưu niên. Rồi. Tháng 2 quẻ lưu niên đúng không? Như vậy nó sẽ vào khoảng tầm ngày 10 đến ngày 15 hay là ngày 20 của tháng 2 thì mình sẽ tính này. Ngày tháng 2 đây, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, ngày 11, ngày 12. Đúng không? Ngày 2 đây. Ngày 13. Đây, ngày 14, ngày 15, ngày 16. Bây giờ ngày 16 tôi chọn ngày tiểu cát. Đúng không? Như vậy bây giờ thôi chọn ngày 16 đi. Bởi vì mình thấy tiểu cát là tốt rồi. Mình tính tiếp nha. Bây giờ có nghĩa là khi mình chọn á, nó phải ra được hai cái quẻ, có nghĩa là quẻ ngày và quẻ giờ. Như vậy mình chọn tiếp quẻ giờ này. Giờ Tý này, giờ Sửu này, giờ Dậu này, giờ Mão này, giờ Thìn này. Như vậy mình chọn giờ Thìn đây này, 7 giờ đến 9 giờ nó diễn ra cái cung tốc khỉ, là cái sự việc nó sẽ diễn ra nhanh chóng và hoàn thành tốt. Đó. Mình không muốn kéo dài. Ví dụ như bây giờ lỡ mình chỉ dự kiến làm trong buổi tháng đó, sáng là xong rồi, mình không muốn kéo dài đến buổi chiều. Bởi vì buổi chiều nhiều khi còn làm Phật sự rồi, mình còn để Phật tử rồi, những cái tăng ni rồi người ta nghỉ ngơi nữa. Chứ bây giờ mình làm đến buổi chiều là kiệt sức. Học làm, chọn tốc thủy ra này làm cho nhanh, sự việc được mà nhanh. Rồi, đây là giờ Thìn nè, giờ Tỵ nè, giờ Ngọ này. Giờ Ngọ vô tiểu cát.
Thứ bảy giờ ngọ, giờ ngọ là buổi trưa rồi, từ 11 giờ đến 13 giờ. Mà buổi trưa quá thì không làm được, nhưng mặc dù nó là giờ tốt nhưng cũng không làm được, cho nên thôi chọn tiểu cát buổi sáng. Còn nếu sự việc của mình muốn muốn điều hướng về buổi chiều thì mình tính ra đây giờ ngọ này. Giờ ngọ, ngọ mùi. À, ngọ mùi giờ thân, thân vô đại an. Thì bây giờ nếu mình không, mình muốn chọn buổi chiều để mình làm thì mình chọn cung đại an cũng được nè. Như vậy lúc này là giờ thân. Giờ thân có nghĩa là từ 3 giờ đến 5 giờ. Đâu, mình khởi tiếp. Giờ đâu cũng nè, khởi tiếp. Mình muốn tính coi như là mình muốn tính là ra cái phút luôn hàng. Mình tính như vậy một canh giờ để có là 120 phút. Như vậy mỗi cung giờ là 10 phút. Đây là giờ thân nè, giờ thân 10 phút nè, giờ thân 10 phút, giờ thân 20 phút, giờ thân 30 phút, giờ thân 40 phút, giờ thân 50 phút. Như vậy lúc này là 3 giờ 50, giờ cung tiểu cát. Như vậy chọn 3 giờ 50 để bắt đầu sự việc đó. Được gọi là bóc, được chưa? Mình hiểu mà, lớp mình hiểu mà. Dạ. Dạ hiểu. Dạ hiểu. Đó, cho nên là nói giải là rất là dễ rồi đó nha. Hoặc là cho nên là khi mình người ta hỏi ví dụ như cái lục nhâm này á, là thông thường người ta sẽ hỏi là mình sẽ khoanh vùng, mình sẽ khoanh vùng là hỏi ở cái việc sự việc của mình đó là mình muốn làm trong khoảng thời gian nào. Họ nói là dự kiến ở khoảng tầm tầm ví dụ như rằm đi, hoặc là từ 15 đến 20 gì đó, hoặc là 20 đến 30. Có nghĩa là cái cung giờ của họ, cái cung thời gian làm của họ lúc đó thì mình bắt đầu mình tính để mình chọn cái tầm cái ngày trong khoảng đó. Như vậy được gọi là bóc, bóc là mình bóc cái ngày đó lên để cho họ làm. Nha. Rồi nè, ví dụ như bây giờ mình nói, ví dụ như mình lúc mình vào bệnh viện là tháng 6, tháng 6 đi. Rồi xong là mình đưa mẹ, bố mẹ mình về. Vào bệnh viện đưa bố mẹ về, nhưng mà giờ mình coi thử cái ngày giờ nào để coi như về tốt. Như vậy mình cũng phải tính một hai ngày hay một hai giờ gì chứ. Rồi bây giờ mình vô tháng 6 đây. À, tháng 6 này. Như vậy lúc ví dụ như lúc mình đang ở ngày 6 đi. À ngày 5 đi. Đây này. Đang ở tháng 6 nha. Ngày 1 này, ngày 2 này, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Mình đang ở ngày 5 này, đúng không? Mình tính tiếp. Rồi bây giờ mình tính thử đi, ngày nào mình đang ngày 5 này, ngày 6 này, ngày 7, ngày 8, ngày 9. Như vậy có ngày 9 mình về, ví dụ như tính 4 ngày nữa mình về thì có nghĩa là để bố mẹ nằm thêm một vài ngày nữa để cho nó khỏe đi, chuyển nước rồi cho nó khỏe rồi tới ngày 9 mình chọn ngày về. Ngày 9 này, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, đúng không? Giờ Ngọ mình chọn lưu niên đây, mình Ngọ mình đi về vậy thôi. Đó được gọi là bóc. Rồi bây giờ đến chim. Chim có nghĩa là mình đón. Ví dụ như giờ họ nói là bốc khai trương cũng tương tự như vậy nha. Bốc có nghĩa là bốc khai trương này, rồi là xuất hành. Đặc biệt của cái công cụ của lục nhâm này á, là chúng ta xuất hành tập thể nha. Ví dụ như xuất hành của cá nhân cá thể ta tính theo ngày giờ như cái phần trước đã giới thiệu á, cũng được. Nhưng mà ví dụ như giờ nói chùa của mình là chuẩn bị đi xuất hành, coi như là một chùa nào đó mượn, coi như là bên chùa mình là 10 vị sư đi sang chùa đó để kinh hoặc là làm lễ gì đó đi. Thì bây giờ mình phải chọn cái ngày giờ tốt để mình xuất hành để cho đảm bảo, mặc dù trong cái ngày đó thì cái ngày đó là họ mượn rồi, là chùa mượn cái ngày 15 là xuống đi. Thì trong cái ngày 15 đó mình cũng có thể là chọn mình chim được cái giờ tốt để mình đi. Đó. Nếu trong cái giờ đó mà buộc phải đi, có nghĩa là buổi sáng là buộc phải buổi sáng đi thì không thể là chọn tới buổi trưa đi, bởi vì trễ. Thì trong cái buổi sáng đó là trong cái giờ thìn đó thì mình có thể mình chim bóc tới cái phút, ví dụ như là 7 giờ 20, 7 giờ 30, 7 giờ 40 gì đó, mình bóc mình đi. Rồi bây giờ đến chim. Chim có nghĩa là đón. Ví dụ như là người nhà của mình đi, ví dụ như có công việc đi đâu đó, là nói hẹn nói là đi đến 7 giờ về, nhưng mà hiện nay là đi đến 10 giờ chưa về, thì lúc đó là coi như là họ lên họ hỏi mình đi. Như vậy tại lúc 10 giờ ngày đó thì mình lại coi như là mình lại chim là mình lại tính như hồi nãy đó. Có nghĩa là từ tháng
mình tính về coi như là về 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 ngày, từ ngày mình tính tới cái giờ của họ đang hỏi, thì nó rơi vô những cái quỹ nào thì mình biết được là cái tính chất của nó là không tốt hay không tốt. Ví dụ như rơi vô Đại An là cũng bình yên, đúng không? Rơi vô Tóc Khỉ là cần về tới rồi, đúng không? Rơi vô coi như là Tiểu Cát là coi như là tốt lành, không phải lo, từ từ về. Còn rơi vô ví dụ như Lưu Niên này là đang khó khăn gì đó, hay là nó mất thông tin, hay tin đi chậm, hay là sau đó nó có trục trặc vấn đề gì đó trong cái việc đi của họ. Như thông thường là Lưu Niên nếu mà không phải là giống như kiểu là hư xe hư cổ ở lại, hoặc là trục trặc công việc ở lại chưa về, cho nên là chưa trở lại á, dự kiến của họ là về trong buổi tối đó nhưng mà chưa trở lại được. Rồi Xích Khẩu này, Xích Khẩu là có hiện tượng cãi vã hoặc là tranh chấp cái việc gì đó, hoặc là giao dịch không thành công. Rồi cuối cùng là Không Vong này, Không Vong là giống như mất thông tin liên lạc đó. Xong thông thường ví dụ như mấy cái vụ mà tai nạn giao thông rồi, hay là mấy cái vụ mà hồi xưa mà hồi trước là xe mà coi như là rơi xuống sông đồ đó, rồi chết 2-3 người gì đó, là mình động cái tên cái thời gian của họ, của gia đình họ hỏi đó, mình động tên cái quẻ này, mình tính ra mình cũng biết là có vấn đề tai nạn hay là vấn đề xấu. Tuy nhiên nó không đi vô chính chi tiết được là cái gì, nhưng mà thông qua một cái quẻ gì mình có thể mình chiêm bóc được một phần nào đó, cũng tương đối là nó có thông tin, và nó cũng tương đối chuẩn chứ không phải là không chuẩn. Nhưng đặc biệt là mình bóc được, mình sẽ chỉ cho được người ta ngày giờ đi được các thứ, cũng tương đối là cũng ok rồi. Đó. Rồi bài học của chúng ta đến hôm nay đến đây là hết. Thì xem lớp của chúng ta có vấn đề gì hỏi thì xin các sư và lớp học cho ý kiến. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi với ạ. Vâng. Dạ ví dụ như là chồng em là sinh năm 1986 á thầy, mà định mở khai trương phòng khám vào ngày 20 tháng 1 là dương lịch, là vào ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch á thầy. Thì thầy xem có được không ạ, và mở một giờ nào là phù hợp thầy? Đó, bây giờ mình học công cụ đây rồi mình thử mình dụng đi. Mình dụng xong mình đi lên nhóm. Ví dụ bây giờ là mình tranh thủ cái giờ đó như vậy, thì bây giờ mình bắt đầu mình cũng độn trên đây, như thử ra như nào. Ví dụ như bây giờ là giờ ngày âm, giờ theo lịch âm là mấy? Dạ lịch âm là ngày mùng 10 tháng 12 thầy ạ. Mùng 10 tháng 12 ấy. Tháng 12 này á hả? Dạ đúng rồi thầy ạ. Tháng 12 này đúng không? Tháng 12 là tháng Sửu đúng không? Tháng 12 tháng Sửu là tại này, tháng 12 là rơi vô Không Vong này. Mà chúng ta ngày 10 này, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6 này, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 Tóc Hỷ. Đó. Vì vậy Tóc Hỷ là nói chung khai trương cũng nhanh để làm đúng không? Nhưng thông thường ví dụ như làm phòng cái phòng này là phòng gì? Phòng khám hả? Dạ cái này là làm phòng khám phòng mạch á thầy phòng Đông y á. À Đông y thì mình nên chọn Tiểu Cát. Nên chọn Tiểu Cát để mình xác định. Ví dụ như đây là ngày 10 này, Tý Sửu này, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ. Thìn này, Thìn cũng được, giờ Thìn Đại An cũng được này. Tam phòng mạch ngay tại chỗ thì cũng chọn Đại An được này. Thìn này, Tỵ Ngọ Mùi Thân. Nếu mà Thân không thì buổi chiều, nếu chọn buổi chiều thì chọn giờ Tiểu Cát đây nha, giờ Thân này. 3 giờ này, 10, 20, 30 thì khoảng tầm là coi 15 giờ 30 là khai trương là được, cũng được. Còn nếu buổi sáng thì chọn Đại An. Đại An đây buổi sáng giờ Thìn này. Giờ Thìn thì mình chọn tới Tiểu Cát. Thìn này, 10 nè, 20, 30, 40, 50, 7 giờ 50 khai trương. Hiểu không? Dạ hơi bị rối thầy ạ. Hả? Hơi bị rối một xíu ạ. Để em xem ạ. Thì công thức như vậy, cứ tính như vậy là nó ra thôi. Tại cách chọn của mình buổi sáng hay buổi chiều, cách nào phù hợp để mình khai trương là được rồi, chứ đâu có gì đâu khó. Cái này đơn giản mà. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Rồi, mô Phật bài học của chúng ta hôm nay đến là hết. Rồi, tối thì xin chúc các sư cũng như lớp học chúng ta là có một buổi tối an yên ạ. Thầy ơi, em hỏi một tí ạ. Vâng ạ. Ví dụ như lúc nãy thầy cho nhà cô kia là 7:50 là chỗ Đại An, thì mình lấy khoảng đấy là 8:50 được không thầy, hay là phải 7:50 ạ? Từ 7 giờ đến 9 là từ 7 giờ đến 9 giờ vẫn là Đại An này, nhưng mà mình phải tính phút,
hiểu không? Vâng ạ. 7:10 ở đấy. Thế mình tính 9:10 ở đấy có được không ạ? 9:10 hả? Vâng. Không, không được. 9:10 là nếu mà đây là 9 giờ 8:10 này, 8:10 này. Đây là 7:00 ngang 10 này. 20, 30, 40, 50, 60 này. 70 này thì 8:10 nằm lại Đại An. Vâng. Cứ tính vậy thôi, cứ nhiều đó mình tính nó ra thôi chứ đâu có gì đâu khó. Dạ, rồi, mô Phật. Rồi, xin chào lớp học. Xin chào thầy ạ. Dạ, chào thầy, mong thầy.